Xin chào Quỳnh và cô bác và quý anh chị em. Thực sự hôm nay có dịp đi ngang qua khu vực Biên Hòa, Hố Nai đây quý vị. Khán đang có mặt ở giáo xứ Hà Nội. Xin lỗi quý vị, cha đang mặt phúc lành. Đi ngang qua giáo xứ Hà Nội ở khu vực Hố Nai Biên Hòa đây quý vị. Phải nói thực sự là con thấy cây thông ở đây quá đẹp, và Giáng sinh hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 16 tháng 12, ở đây đã quá đông vui rồi quý vị này. Hãy mời quý vị mình cùng chiêm ngưỡng khung cảnh Giáng sinh ở giáo xứ Hà Nội thuộc về khu vực Hố Nai Biên Hòa đây quý vị nha. Rất là đông người luôn quý vị này. Rất là đông luôn quý vị. Giờ này là quý vị ơi, gần 9 giờ rồi, tức là giờ mọi người đã bắt đầu về rồi đấy, nhưng mà vẫn còn đông quá, người đô người vào vẫn là nhiều lắm. Ngôi thánh đường đây, khoảng sân rộng, và khán thấy ngôi sao đây cũng rất là to, chiều ngang rất là lớn quý vị ơi. Và chiều ngang thì khán thấy phải trên 10 mét, và chiều dài suốt từ trên xuống dưới cũng rất là nhiều quý vị ạ, rất là to luôn quý vị ơi. Ở phía bên này là cao gần bằng và cũng không kém phần đẹp là cây thông. Cây thông đây thì được cho là một trong những cây thông đẹp nhất ở Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc mình trong mùa Giáng sinh này quý vị. Theo khán thống biết thì người ta thống kê được có khoảng 5 cây thông đẹp. Cây thông nón lá ở giáo xứ Hà Phát, cây thông ở giáo xứ Hà Nội đây, rồi cây thông bằng lon bia ở giáo xứ Minh Hòa, xã lộ 25, và cây thông đây thì giáo xứ Hà Nội ngay khu vực ngã ba Sạch ngày xưa, rồi còn một cây thông ở giáo xứ Lai Ổn nữa. Tổng cộng có 5 cây thông, và khán hôm nay khán đến cây thông đây là cây thông thứ hai, ngoài cây thông làm lòng bằng lon bia ấy thì khán đến đây là cây thông thứ hai quý vị này. Trước tiên là kiến trúc ở ngoài mình nhìn thì mình tưởng là bao bọc kín từ gốc lên trên, nhưng mà thực ra bên trong cây thông cũng giống như một cái tháp luôn, có những ô cửa sổ, rồi quý vị có thể nhìn thấy có rất là nhiều ô cửa sổ. Cây thông còn được bắt điện từ trên xuống dưới, kết hợp với các cái màu sắc có rất là nhiều màu sắc long lanh quý vị này. Phía trong cây sông thì được thiết kế bằng những cái lớp sắt ráp và nó rỗng quý vị ạ. Một ô cửa không cũng đẹp. Phía trong lòng đây, đường kính cũng phải từ 10 mét ở dưới này quý vị ạ, 10 hoặc là 14 mét. Cây sông cây thông có rất là nhiều khung sắt, và cũng có cả điện máy ở phía trong đó quý vị này. Bên trong lòng thì rộng mênh mông. Đây quý vị này, kết nối bên ngoài cây thông là phủ một lớp dây kim tuyến rất là lớn, có một màn lưới quý vị này, có một lớp lưới đều, lưới mắt cáo nhỏ, và bên ngoài là những dây kim tuyến rời nhau phủ vào, chứ không phải là một miếng to, không phải là một miếng cỏ to, mà là những dây kim tuyến quý vị ạ, có những quả cầu nữa, rồi những dây điện nháy nữa. Suốt từ dưới lên trên kiến trúc là như vậy quý vị ạ, phủ những lớp lưới mắt cáo ở trong, bên ngoài là phủ toàn bộ bằng những dây kim tuyến mà kín luôn, rồi kết hợp với những quả cầu, quả bóng làm quả cầu tròn, rồi những dây điện nháy từ trên xuống dưới,
rồi có cả những bóng điện tạo những tia sáng của ngôi sao nữa. Có rất là nhiều ô cửa. Nguyên phía bên này không, Khán thấy đã có 5 ô cửa rồi quý vị này. Rất là long lánh từ trên xuống dưới quý vị. Mọi người rất là háo hức lên đây tham quan. Mặc dù hôm nay mới ngày 16, ngày chiều thứ bảy. Rất là đẹp quý vị nhá. Không gian chung quanh nhà thờ cũng được thiết kế rất là nhiều điện. Một ngôi sao chiếm gần như hết luôn một tháp chuông đấy quý vị. Chỉ còn vài mét nữa là tới đất này. Ngôi sao điện nháy cũng được lập trình. Có rất là nhiều hình thức điện. Ở giữa quý vị có thể thấy vòng tròn, không phải là tượng Chúa Hài Đồng mà là biểu tượng của năm giáo phận Xuân Lộc năm nay. Giáo hội Hiệp Hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể đó quý vị. Cây thông chung quanh quý vị thấy không gian rất là rộng. Cây thông và ngôi sao trên tháp chuông thì nổi bật luôn. Chín ô cửa và những dàn đèn chùm quý vị thấy rất là đẹp. Chín ô cửa đây thì được thiết kế chung quanh cây thông, được lắp ráp bằng những cái khung sắt gắn vào cây sườn chính đấy. Và ở phía dưới này quý vị thấy có bốn hướng là bốn ô cửa lớn và thêm bốn cửa sổ nữa. Tổng cộng như vậy thì ở dưới là 8, ở trên là chỉ là 9, là 17 đấy quý vị. 17 ô cửa, cả cửa ra vào luôn. Quý vị ạ, không những ở khu vực cây thông cao 30m và thiết kế rất là độc đáo đó quý vị, bên phía nhà thờ bên này còn có một thác nước cũng dài đẹp lắm quý vị này. Hôm nay thì giáo xứ như Khánh vừa nghe cha thông báo thì chưa phải là xong quý vị ạ, nhưng mà quý vị thấy công việc chỉ mới gần hoàn thành thôi. Ngồi thánh đường có hàng đá ở đây cũng lớn lắm. Tượng Chúa ở đây và phía bên đây ngôi sao tuyệt vời. Phía bên này nữa thì là cây thông nằm ngay bên, nhìn vô là phía bên trái nhà thờ quý vị. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Phải nói là đến đây buổi tối và mình chiêm ngưỡng thì mình mới thấy được cái nét đẹp của cây thông quý vị ạ. Đúng là buổi tối thì ánh điện lên thì nó sẽ diễn tả được hết cái nét đẹp đấy quý vị. Ở phía bên kia Khánh thấy còn có những trang trí những Giáng sinh nữa rất là nhiều. Ở đây quý vị thấy giờ này hơn 9 giờ mà bà con cũng vẫn đông lắm, vẫn đến, vẫn tham dự cái niềm chung vui Giáng sinh và nhất là
check-in cho bạn đấy quý vị. Quý vị xem một chút quang cảnh bà con nhé. Đây quý vị này, ở đây còn được thiết kế những cái cột ánh sáng theo một kiến trúc ở trên xòe ra như cánh quạt ấy, và phía dưới là những chân cột ánh sáng này quý vị này. Rồi phía bên đây là một tượng đài hang đá Đức Mẹ. Đây là khu hang đá bên trái nhà thờ, nếu mình nhìn vô quý vị cũng được trang trí điện nháy rất là nhiều quý vị này, có những cây pháo bông bay lên bằng điện, rất là hợp cho ngày Giáng sinh cũng như là ngày chúc mừng năm mới quý vị. Phía bên đây rực sáng một bầu trời là ngôi sao trên tháp chuông nhà thờ, và sau đó là cây thông, độc đáo nhất là cây thông bởi vì buổi tối thì nó nổi bật những ánh điện, những thiết kế, những ô cửa vừa giống một cây thông, vừa giống một tháp chuông, vừa giống một cối xay gió hay lâu đài gì đó quý vị. Khánh được biết là thiết kế ở bên trong còn độc đáo nữa, nhưng mà rất tiếc là Khánh không có dịp để quay nhiều quý vị xem ở cây thông thiết kế buổi tối thôi quý vị nhé. Long lanh quá đẹp. Giờ này hơn 9 giờ rồi mà vẫn còn rất là nhiều người đến đây để tham quan. Bây giờ thì Khánh mời quý vị mình cùng xem quang cảnh bà con ở khu vực giáo xứ Hà Nội hôm nay đây đến tham quan cũng như chụp ảnh Giáng sinh quý vị nhé. I
giới thiệu với quý ông bà, cô bác và quý anh chị em mình cây thông Giáng sinh đây. Một bất ngờ bởi vì Khánh thấy cũng có nhiều bạn làm YouTube đồng nghiệp cũng quay rồi, nhưng mà buổi tối đi qua đây thì Khánh quá bất ngờ vì cái sự đẹp của nó, cũng như cái sự mà chào đón những người đến tham quan, chụp ảnh và gọi là chúc mừng Giáng sinh đấy quý vị. Khánh xin được gửi lời đến quý ông bà, cô bác và quý anh chị em mình, chúc quý vị và gia đình có mùa Giáng sinh an lành và tràn đầy hồng ân, được mọi sự như ý và ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ trong mùa Giáng sinh cũng như là đón chào năm mới quý vị nhé. Anh xin cảm ơn tất cả quý vị đã từ trước đến giờ đã xem phim cho Khánh ạ. Anh xin chào.